sure if you know this, but when we first met, I got so nervous. I couldn't speak in that very moment. I found the one thing my life had found it. This is me. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful. So beautiful and wild.
đã mở đầu cho phần nghi thức lễ vu quy của đôi uyên ương Tạ Thanh và Lê Hạnh. Chúng tôi sẽ được thay mặt cho thân tộc hai gia đình nhà hàng Thiện Ngưới để xem đèn kính gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, và giờ đây xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về cổng chính và dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón đôi uyên ương hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Chú rể Tạ Thanh, cô dâu Lê Hạnh sẽ cùng nhau sánh vai bước lên lễ đài hạnh phúc ra mắt toàn thể quý vị. Xin chúng ta dành tràng pháo tay chào đón đôi uyên ương. Sẽ tượng trưng cho tình yêu của đôi uyên ương luôn luôn ngọt ngào và tình yêu sẽ mãi mãi bền chặt bên nhau. Uyên ương Tạ Thanh và Lê Hạnh, kính thưa quý vị, buổi lễ vu quy ngày hôm nay đều diễn ra thật nhiều ý nghĩa. Đó cũng là nhờ vào tình yêu thương của những đấng sinh thành. Và sau đây trong giây phút trang trọng của buổi lễ vu quy, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bước lên lễ đài hạnh phúc những đấng sinh thành cũng như những vị đại diện chủ hôn cho đôi uyên ương. Kính thưa quý vị, về phía họ nhà gái, xin trân trọng kính mời bước lên lễ đài hạnh phúc thân mẫu của cô dâu bà Đỗ Thị Ngân và anh hai của cô dâu anh Lê Đình Nghĩa. Xin trân trọng kính mời hai vị họ nhà gái bước lên sân khấu. Kính thưa toàn thể quý vị, và về phía
Trần Thị Liên và anh ba anh Bành Gia Thanh, đại diện họ nhà trai, sẽ cùng nhau bước lên đại đài hạnh phúc ra mắt toàn thể quý vị. Xin chúng ta dành tràng pháo tay chào đón họ nhà trai. Cũng như những vị đại diện chủ hôn cho đôi uyên ương, và sau đây để kết chặt tình thông gia giữa hai gia đình, chúng tôi sẽ được mời những vị chủ hôn cùng nhau tiến về phía trước bắt tay để kết chặt tình thông gia. Xin trân trọng kính mời quý ông bà. Và xin chúc mừng hạnh phúc đại gia đình. Xin cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, trân trọng mời anh Lê Đình Nghĩa là anh hai của cô dâu sẽ có đôi lời phát biểu cùng toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời anh hai. Kính thưa quý vị hai họ cùng quý vị khách quý, thì trong ngày vui của em Lê Thị Hạnh và bà Dương Thanh, thì tôi cũng xin, tôi là anh hai của cô dâu, cũng xin đại diện người gái để xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị quan khách những lời chúc tốt đẹp nhất. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp là ngày lành tháng tốt, thì hai gia đình của chúng tôi cũng có tổ chức lễ cưới cho hai em Hạnh và Thanh. Thì cũng nhân dịp này thì cũng là gửi lời xin cảm ơn đến tất cả các quý vị và đã dính chút thời gian đến đây để chung vui cùng gia đình, cũng như là để chúc phúc cho hai em Hạnh và Thanh. Thì cũng xin là cảm ơn chủ nhà hàng để cưới Thanh Anh cũng đã có hỗ trợ cùng với gia đình ở trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Thì bây giờ cũng xin quý vị là cùng chúc quý vị là ngon miệng trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin chân thành là cảm ơn quý vị. Và sau đây xin mời đôi uyên ương dân chủ báo hiếu. Dung sương vắt trăng để không được đau biến buồn này. Xin mời đôi uyên ương dân chủ báo hiếu. Biết sao đường cho con hiếu mãn, con đã được lớn lên với bao tình thương. Cha mẹ đã dạy cho con hết suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm. Xin mời đôi uyên ương dân rượu báo hiếu cho những đấng sinh thành cũng như những vị chủ hôn. Và với những ly rượu báo hiếu này, đôi uyên ương sẽ tỏ lòng hiếu kính của mình đối với công ơn cha mẹ. Và một lần nữa để chúc mừng hạnh phúc trong năm của đôi uyên ương Tạ Thanh và Lê Hạnh, một lần nữa xin mời những đấng sinh thành cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau nâng ly và chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương. Xin mời các vị. Xin chúc mừng hạnh phúc đại gia đình. Xin cảm ơn. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau nâng ly. 1, 2, 3. Chúng tôi còn ngày quý vị quan khách, một lần nữa xin chúc mừng hạnh phúc trong năm của đôi uyên ương.
cùng nhau thưởng thức món khai vị đầu tiên do nhà hàng Thiện Cư Lý tại sân bay thực hiện và do gia đình Siêu Đại. Xin mời đội lễ tân. Thank you.